Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Hôm nay tôi đã xây nhà phù phép anh em ạ. Bởi vì tôi nhận ra là cái vùng đất thần tiên này nó vẫn chưa có một chỗ nào để phù phép. Và tôi dự định là tôi sẽ xây nó vào cái chỗ cây này. Bởi vì lấy bên kia nó hết chỗ rồi anh em ạ. Bên kia là chúng ta xây quá nhiều thứ rồi. Thế nhưng mà mỗi tội là chỗ này nó bị vướng cây anh em ạ. Nên là tôi tính là tôi sẽ chặt cái cây đi. Và giờ tôi sẽ làm luôn anh em ạ. Ok anh em, thì trước khi bắt đầu video thì nếu mà anh em mà thích hai thể loại Minecraft sinh tồn và Minecraft sinh tồn siêu khó thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và click cái biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi anh em nhé. Bởi vì là kênh của tôi là chuyên làm với hai thể loại luôn anh em ạ. Thế nên là chắc chắn là anh em sẽ không thất vọng đâu. Sau một lúc thì cuối cùng tôi cũng đã chặt xong được cái thân cây anh em ạ. Còn cái lá cây thì cứ để kệ đó đi. Tương lai là nó tự rơi xuống thôi. Trong khoảng thời gian offline là tôi đã chuẩn bị trước đồ xây cái nhà phù phép rồi. Giờ chúng ta chỉ việc xây thôi. Nhưng mà trước khi xây ấy là chúng ta phải thay hết những cục đất bót rồ thành khối cỏ đã anh em ạ. Bởi vì cục đất bót rồ trông nó hơi xấu và nó có không cho mình trồng cỏ lên nữa. Ok anh em ạ. Thì nếu mà anh em mà muốn xem cái danh sách để xây cái nhà phù phép này ấy, thì anh em cứ xuống phần mô tả nhá. Tôi cũng để cái danh sách này ở dưới phần mô tả luôn anh em nhá. Được rồi, chúng ta cùng xây thôi anh em ạ. Ồ, tôi bỏ cuốn sách ra đi. Nó vừa khít luôn anh em ạ. Được rồi nhá. Đầu tiên là tôi sẽ phải đánh dấu đã anh em ạ. Tôi sẽ muốn xây tránh tránh cái cây ra này. Bởi vì tôi không hề muốn phá cái cây đi anh ạ. Bởi vì cái cây quá đẹp. Cái cây là nó ở đây à? Đây à? Đây. Chỗ này chính là cái cây đây. Chúng ta xây các cây đây. Đây anh em ạ. Theo tôi nghĩ là tầm này nhỉ. Tầm này thế tầm này nhỉ. Đây đi. Một này, hai này, ba này. À, chúng ta cách qua đâu nhỉ? Ở đây đi. Ok ở đây anh em ạ. Vậy bây giờ chúng ta có bắt đầu xây này. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng ván gỗ sồi sẫm, ván gỗ phân xa anh em ạ. Và chúng ta sẽ đặt vào hai cái đuốc này này. Hai cái đuốc này là nó xa nhau 3 block anh em nhé. 1, 2, 3, ok chưa? Xong rồi chúng ta đặt chéo lên đây. Chúng ta sẽ dùng tới gỗ phân xa đã được cạo vỏ anh em nhé. Đó, ở bên này cũng vậy luôn. Xong rồi đó là chúng ta sẽ dịch qua 5 ô một này. À không không, chúng ta xây thêm gỗ vân sam này các bạn. Xây kéo dài ra 5 ô. 1 này, 2 này, 3, 4, 5 đó. Xong đặt thêm một cục gỗ vân sam đã được cạo vỏ vào. Đấy. Bên này cũng làm vậy các em nhá. 1, 2, 3, 4, 5 đó. Đặt vào. Đấy. Sau khi mà xong như vậy, bây giờ anh em sẽ dùng cái ván gỗ vân sam và anh em nối các cái đầu lại với nhau. Đấy. Xong sau đó là anh em sẽ tiếp tục dùng tới gỗ vân sam đã được cạo vỏ. Và anh em xây ở các cái chỗ này này. Anh em xây cao lên thêm 4 block. 1, 2, 3, 4. Ok ở đây anh em. Sau khi mà anh em đã xong cái này là giờ anh em sẽ dùng tới ván gỗ vân sam. Và anh em sẽ xây ở bên trên tất cả các ván gỗ vân sam nhé. Cái nào là anh em cũng đều xây cao lên thêm 4 block. Rồi đấy anh em ơi, ngon rồi đấy, để toàn tí đã. Sau khi mà đã xong cái này rồi ấy, là bây giờ chúng ta sẽ xuống bên dưới. Rồi, và chúng ta sẽ phá đi một vài ô. Một vài ô bên cạnh này này. Để chúng ta làm ô cửa sổ anh em nhá. Phá đi hai ô ở chỗ này này. Và một cái ở đây này. Đấy. Ok anh em ơi. Xong rồi chúng ta dùng thủy tinh. Đây rồi. Đấy. Và đặt vào các cái ô đấy. Ok rồi đấy anh em. Sau khi mà đã xong cái này rồi ấy, giờ anh em sẽ đặt tới các cái kệ sách nhá. Đặt nó xung quanh ở đây anh em ạ. Đặt nó cao 2 tầng anh em nhá. Ok rồi đấy. Sau khi mà xong vậy rồi ấy, bây giờ chúng ta sẽ đặt tới các cái cục len đỏ. Chúng ta đặt nó làm nền anh em nhá. Phải phá cái nền cỏ ấy đi này. Úi chết chào rồi. Phá đi à? Chắc là tôi dùng xẻng bình thường anh em ạ. Chứ mà tôi dùng xẻng này nữa chắc là nó hỏng mất nhỉ. Đây, chúng ta sẽ phá nó từ cái ô này nhá. Ok ở đây anh em. Xong đặt cái cục len vào thôi anh em ạ. Rồi đấy. Ngon ở đây anh em. Sau khi mà đã xong như vậy rồi. À không, thực ra là xây nó dài thêm một tí nữa đi. Đấy.
thêm 3 cái nữa. Ok anh em. Rồi, sau khi mà đã xong như vậy rồi ấy, bây giờ anh em sẽ xây cái mái anh em ạ. Thì là cái mái nào ấy nhỉ? À đây, cái mái là chúng ta sẽ dùng phiến gỗ thổi sấp nhá. Và chúng ta xây cái này. À, và làm như vậy với cả cái bên này luôn anh em ạ. Thật sự là cái đống cỏ này nó hơi cao nên là xây nó hơi khó. Rồi ok các em ơi, ngon rồi đấy. Sau khi mà xong như vậy rồi ấy, là bây giờ chúng ta phải đi lên bên trên đây anh em ạ. Tôi dùng đất tôi đi lên đi. Chứ mà tôi sợ là, tôi sợ tôi dùng nước thì nó cuốn trôi cái cỏ đi mất. Nào. Ôi, bị kẹt rồi. Đấy. Đây anh em nhá. Chúng ta xây nó ngang qua này. Xây nó mái vòm anh em nhá. Đấy. Xong rồi qua bên này. Ôi bị kẹt này. May mà tôi chưa nhảy anh em ạ. Ở đây nữa nhá. Cái chỗ này là chúng ta phải xây nó dài đằng sau anh em nhá. Đấy, nào. Và chỗ giữa này thì mình cũng xây cao lên này. Đấy. Ngon đấy anh em. Xong làm tương tự như vậy với đằng sau rồi đấy anh em ạ. Ok anh em ơi. Được rồi đấy. Sau khi mà xong cái này rồi ấy, bây giờ anh em sẽ dùng tới phiến gỗ sồi sẫm. Không, phiến gỗ vằn sam đấy. Và anh em sẽ lắp cái mái vào. Thế còn chỗ này này, chỗ này là anh em sẽ dùng tới ván gỗ vằn sam nhé. Ok rồi đấy anh em. Và chỗ bên giữa này này, anh em sẽ dùng ván gỗ sồi sẫm. Được rồi đấy. Xong cái mái rồi đấy anh em. Xong rồi đấy. Xuống rồi. Bây giờ ấy, để từ tôi nhìn cái anh em ạ. Chứ mà tôi hơi quên mất rồi. Ok anh em ơi. Sau khi mà đã xong cái này, giờ anh em sẽ dùng tới ván gỗ vằn sam. Và anh em xây lên bên trên cái mái. Rồi đấy anh em ơi. Được rồi đấy nhở. Xong rồi chúng ta xây thêm hai cái ván gỗ vào đây. Vào đây anh em nhá. Đấy. Ok. Sau khi mà đã xong cái này rồi này, giờ anh em sẽ phải qua đằng sau anh em ạ. Qua đằng sau. Và chúng ta sẽ làm một hình thập giá. Mà làm thế nào? À đây đây đây. Đây. Suýt tí quên anh em ạ. Tôi thích cái hình này anh em ạ. Thế nào tôi sẽ làm cái hình này vào. Ok ở đây anh em. Đấy. Đẹp không? Xong bây giờ anh em dùng cái xích. Và anh em đặt nó vào đây này. Không, phải đặt nó treo lên bên trên anh em nhá. Đấy, như vậy anh em nhá. Rồi, xong rồi anh em dùng cái đèn lồng và đặt nó vào thôi anh em ạ. Ok rồi đấy. Thế quái nào mà lại có một anh thương nhân này anh em. Tôi không biết là anh đổi cái gì nhỉ. Chào anh. Hối săn hô sừng à. Ôi, nói chung là cũng lung tung rồi anh em ạ. Chả có gì đâu. Sau khi mà anh em đã xong tới đây rồi này, giờ anh em sẽ dùng tới ván gỗ nhá. Ván gỗ vằn sam. Và anh em sẽ xây thế này. Xây nó qua đây này. Á, à, 3 cái vào đây. Còn 3 cái nữa ấy. Cho nó vào đây. Nó còn thừa một cái nữa à? Còn thừa một cái nó cho vào đâu nhỉ? Không biết là tôi tính toán có sai không nhỉ? Thực sự tôi thấy nó đang hơi bối rối anh em ạ. Bởi vì là cái lúc mà tôi xây cái nhà này, là tôi đã chuẩn bị đồ cực kỳ chuẩn ở đấy. Mà không hiểu sao nó vẫn thiếu nhỉ? Chắc là tôi sẽ sai chỗ nào anh em ạ. Nhưng mà nói chung mà kệ ơi đi. Giờ chúng ta sẽ dùng tới gỗ vằn sam đã được cạo vỏ nhá. Và chúng ta xây cái này anh em ạ. Sau khi mà xong như vậy rồi, giờ anh em sẽ đặt cái cầu thang ra anh em ạ. Và anh em đặt nó thế này này. Đặt nó ở cao góc anh em nhá, đây này. Đặt nó chiếu vào cái cục đấy. Xong bây giờ anh em sẽ dùng tới cái cửa sập. Và anh em sẽ đặt vào đây. Đặt nó ôm lấy cục này. Rồi đấy anh em. Được rồi đấy. Yeah. Giờ anh em sẽ dùng tới hàng rào gỗ vằn sam nhá. Và anh em đặt nó vào các cái chỗ này.
Rồi đấy anh em. Bây giờ ấy, anh em sẽ đặt đèn lồng nhá. Đặt hai cái đèn lồng, đặt nó đối xứng nhau anh em nhá. Đặt nó lên trên cái hàng rào. Và xong một cái nữa là đằng sau anh em ạ. Hả, ở bên đó. Còn chỗ này và chỗ đằng trước kia ấy, là đặt cái lá sồi anh em nhá. Ôi, từ từ các anh ơi. Thôi anh em ạ, nói chứ mà tôi cũng chả tính giết bọn này đâu. Thật. Sau khi mà xong cái này, bây giờ tôi sẽ trang trí thêm bên trên một chút. Ôi từ từ anh ơi, thế quái nào mà nó cứ bắn tôi vậy? Bây giờ chúng ta sẽ dùng tới các cái cầu thang gỗ vân sam, và chúng ta đặt nó ở bên dưới các cái tấm kính. Đặt nó vào. Cái bọn kia nó cứ bắn tôi anh em ạ. Tôi cũng sẽ xử của nó anh em. Bây giờ chúng ta đặt chậu cây anh em nhé. Đặt chậu cây lên bên trên các cái cầu thang. Đó. Xong đặt hoa vào. Đặt hoa vào. Nào. Đặt hoa vào. Ở bên này cũng vậy anh em ạ. Đặt một cái chậu cây. Đấy, xong hoa đâu rồi. Đấy. Công nhận là bọn này thủ dai nhỉ anh em nhỉ. Tôi không biết là bây giờ nó có cách nào để tôi làm cho bọn nó đỡ ghét tôi không. Chắc là tôi thoát ra vào lại cái anh em nhá. Ok rồi đấy. Tôi thấy có vẻ chúng nó không bắn tôi nữa rồi đấy nhỉ. Bây giờ ấy, anh em sẽ dùng tới phiến gỗ sồi sẫm, và anh em đặt lên bên trên các tấm kính. Đó. Nó giống cái mái che đấy anh em. Rồi. Được rồi đấy anh em. Tiếp theo ấy, chúng ta sẽ lại dùng tới xích, và chúng ta lại đặt nó ở đằng trước này. Đó. Xong rồi lại cho đèn lồng vào thôi anh em ạ. Đấy, sáng ngay. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong anh em nhá. Bên trong ấy, chúng ta sẽ đặt một cái bàn chế tạo vào đây. Đó. Xong rồi tới cái đè. Cái đè. À, đặt cái đè vào đây anh em ạ. Đấy. Xong rồi tới cái máy cắt đá. Đặt nó vào đây đi. Chờ. Đặt nó vào góc kia anh em ạ. Đấy. Và cuối cùng là cái rương anh em nhá. Đặt nó vào đây. Đấy. Đẹp ngay. Xong anh em sẽ đặt hai cái thùng anh em ạ. Hai cái thùng là đặt bên này. Đó, và bên này. Đấy. Được rồi đấy. Giờ anh em sẽ tiếp tục dùng tới gỗ vân sam đã được tạo vỏ. Và anh em xây nó này này. Xây nó ở cái ô này anh em nhá. Đấy. Xây cái này nó giống kiểu là cái trần nhà ấy anh em. Thế nào mà nó lại bị thành cái hình như này à? Chắc là từ từ để tôi sửa lại cái anh em nhá. Chứ mà thành cái hình này nó xấu nhỉ. Xong đặt một cái đèn lồng vào đây anh em nhá. Đấy. Được rồi đấy. Xong đặt cái bàn phù phép vào đây anh em ạ. Đấy. Đặt vào chính giữa luôn. Sau khi mà xong cái này ấy, giờ chúng ta sẽ dùng tới hàng rào nhá. Và chúng ta sẽ xây ở hai chỗ. Thực ra là anh em xây cái nào cũng được ấy. Thì cứ xây bừa đấy. Xong rồi anh em sẽ dùng tới lá sồi. Và anh em sẽ xây cái này. Xây bừa đi anh em ạ. Ok anh em. Trông cũng được cái chứ anh em nhỉ. Sau khi mà đã xong như vậy, giờ anh em sẽ dùng tới hai cái gỗ vân sam đã được cạo vỏ còn lại nhá. Và anh em đặt nó vào đây này. Thực ra tôi nhận ra là hình như là tôi xây nhầm mất rồi anh em ạ. Đây này. Thì cái chỗ này này, phải dịch nó qua đây một ô anh em nhá. Ok anh em. Đấy. Thế này mới đúng anh em nhá. Đây. Thì tôi phải sửa cái bên này luôn anh em ạ. Ok ở đây anh em. Xong tới lá cây. Đấy. Như vậy anh em nhá. Thế còn hai chỗ này thì sao? Chúng ta sẽ đặt cái cầu thang ra anh em nhá. Đặt vào đây. Được ở đây anh em. Và chỗ này này cũng đặt cầu thang ra anh em nhá. Đấy, đặt cầu thang như vậy anh em nhá. Mà hình như là tôi hơi sai các bạn. Để từ từ để tôi nhớ lại cái đoạn này nhá. Ok các bạn, rồi. Cái đầu của tôi nó cũng nhớ rồi các bạn. Chúng ta sẽ phá đi một cục ở giữa này nhá. Phá cái ván gỗ này đi. Đấy. Đặt tấm thủy tinh vào. Đấy. Xong đặt một cái phiến gỗ vân sam ở dưới cái tấm thủy tinh. Ok chưa? Xong rồi thì hai cái bên này, đặt hai cái ván gỗ vân sam còn lại. Đấy. Chỗ này này, đặt cái cầu thang. Và bên này cũng vậy. Đấy. Thế này anh em nhá. Thế này mới đẹp đây. Giờ anh em sẽ đặt hai cái cửa sập gỗ sồi sẫm vào chỗ này và chỗ này anh em nhá.
đặt nó vào. Xong đặt thêm hai cái cửa sập gỗ để sâm nữa ở bên cạnh cái thủy tinh này. Đấy, ngon đấy anh em. Đẹp đấy chứ nhỉ. Nó còn 4 cái nữa à? Còn 4 cái nữa thì tôi để ở đâu ấy nhỉ? Sao mà tôi lại quên rồi. Giờ chúng ta còn 8 cái cầu thang đúng không? Chúng ta sẽ đặt nó vào các cái chỗ này. Rồi đây anh em. Thế nhưng mà tôi vẫn đang hơi thắc mắc, đó là tại sao mà tôi còn thừa cái đống đồ này đây. Đấy, còn thừa cái chỗ này. Mà thôi, nói chung như vậy thôi anh em ạ. Vậy là đẹp rồi đúng không? Này là quá đẹp rồi, đòi hỏi cái gì nữa anh em nhỉ? Quá đẹp rồi. Ngon đấy anh em. Xong cái nhà phù phép rồi đấy. Bây giờ là tôi sẽ cất tí đồ anh em ạ. Và xong đó là chúng ta sẽ cùng tạo cái đường đi từ làng tới cái nhà phù phép anh em nhé. Đây anh em ạ. Tôi thật với anh em là tôi toàn cất đồ vào đây đấy. Cất vào đây cho tiện đúng không? Đây nhá. Đấy. Phá cái đi. Đấy. Đấy. Ôi. Đấy anh em ạ. Nếu mà anh em mà có chơi Minecraft ấy thì anh em đừng có mà khảm hiệu suất vào xẻng nhá. Ok ở đây nhỉ. Đây, tôi sẽ phá đi một chút và thay đá vào thôi anh em ạ. Làm vậy để cho thêm họa tiết thôi anh em ạ. Được rồi đấy. Đúng rồi anh em ạ, nó còn một cái nữa. Đó là cái làng của tôi nó chưa có cái đường đi từ làng tới cầu hải tặc và tới cái cây cầu mà qua cái nhà cáo tuyết. Vậy nên là giờ là tôi cũng làm cái đường đi luôn anh em ạ. Tôi sẽ làm nó bắt đầu từ đây. Ok ở đây anh em. Có được không? Xong bây giờ là tôi thay đá vào được anh em ạ. Được rồi đấy anh em. Bây giờ tôi sẽ từ chỗ này, tôi xây nó quanh qua cái cầu này. Thế nào mà tôi lại không xúc dễ cục cái đi nhỉ? Hình như là do nó bị vướng cái rêu anh em ạ. Mà tôi kệ đi. Này được ở đây anh em nhỉ. Đây nó này. Thêm đây đi nhỉ. Đây đi. Rồi đấy nhỉ. Đây đi, đấy. Ok ở đây anh em ạ. Được rồi đấy anh em. Ngon đấy. Rồi, bây giờ ấy là tôi có thêm một kiểu trang trí nữa anh em ạ. Đó là chúng ta sẽ làm các cái tường đá. Và chúng ta trang trí theo kiểu đẹp lắm anh em ạ. Để từ tôi làm tường đá đã. Đó, và cần thêm một chút phiến đá anh em nhá. Tôi không biết là nhà tôi có còn đủ đá không. Cái ý tôi là cái nhà đấm này đấy. Chứ mà thật tôi về cái doanh trại nhà kiếm của tôi ấy, một tỷ cục luôn anh em ạ, thật. Bây giờ nhá, chúng ta sẽ xây trang trí này này. Đơn giản thôi anh em ạ. Chúng ta cứ xây thế nào trông cho nó tự nhiên nhất là được ấy. Đây này, xây quảnh vào đây. Quảnh vào đây, đó, đúng không? Xong rồi một cục phiến ở đây. Đó. Thế còn chỗ này này thì cho một cục đá quậy vào. Đấy. Thì là mình cứ xây theo kiểu tùy hứng này anh em ạ. Ok ở đây anh em ạ. Tôi thấy có vẻ là tôi đã làm hết xung quanh cái làng rồi đấy. Đây này. Đẹp không anh em? Trông đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Được đấy chứ nhỉ? Tôi được rồi đấy nhỉ? Ngon đấy anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là video hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Hôm nay tôi đã xây được cái nhà phù phép cực kìa đẹp này. Và tôi đã trang trí lại cái đường đi trong làng thôi. Thế này trông nó sẽ thu hút hơn rất là nhiều anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá.
Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Tôi yêu anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, sau khi mà kết thúc video ấy, tôi nhìn lại ngôi nhà này, tôi mới thấy nó có cái gì đó nó hơi trơ trụi đúng không? Vậy nên là tôi mới nảy ra một ý kiến anh em ạ, nảy ra một sáng kiến. Đó là chúng ta sẽ cho thêm lá sồi vào. Mà không biết lá sồi của tôi để đâu rồi. Từ từ tôi tìm nó cái cảm giác. Chắc là tôi vứt ở cái đường này. Cái à? Có không? À, tôi biết mà, tôi biết mà. Lá sồi và lá vân sa này. Ô, ô, cái lá sồi tôi còn có 12 rồi à? À đây, tôi có chồi cây sồi anh ạ. Vậy chắc là tôi sẽ trồng ra một vài cây sồi, sau đó là tôi sẽ cắt thêm lá sồi anh em ạ. Lên đó mẹ. Đấy, rồi phá rồi anh em ạ. Ngon đấy. Trông gọn phết đấy anh em ạ. Đây là sau khi mà cây được đưa đi cắt tóc anh em nhá. Gọn phết đấy, đẹp trai. Bây giờ chúng ta trang trí, chúng ta trang trí này anh em ạ. Chúng ta sẽ xây theo kiểu tự nhiên đấy, kiểu là ngôi nhà này được bao bọc bởi tự nhiên đấy. Nói chung là anh em thích xây nào thì anh em xây rồi. Tôi xây tùy hứng ý ạ. Tôi xây bên ngoài đây anh ạ, đấy đó. Chứ mà tôi sẽ không xây nó lòi ra một đô. Đấy. Thế này à? What the f... Cũng được. Rồi đấy anh em nhỉ. Tôi được rồi đấy. Thế này nó đỡ thiếu thốn hơn rồi anh em ạ nhỉ. Từ từ anh em ạ. Tôi xây thêm tí nữa. Thế quái nào mà tôi có ít lá sồi đấy. Tôi có mỗi bằng này thôi à? Ít nhỉ? Thực sự là tôi đang muốn là tôi lên mái cho xây thêm. Chắc là tôi phải chặt thêm một cây đó rồi anh ạ. Rồi ok các ơi. Bây giờ tôi sẽ trèo lên bên trên này. Trèo lên bên trên nào. Đây, tôi dùng đất lên anh ạ. Rồi. Xong rồi tôi sẽ xây cái này. Đấy, xây bao phủ cái bên trên lại anh ạ. Cái ngôi nhà này nó phải là ngôi nhà của rừng xanh. Đấy, thế này nó mới đẹp đấy các em nhỉ. Này chứ, vùng đất thần tiên là nó phải như thế này đấy các em nhá. Tôi được rồi đấy. Có được không anh em? Có đẹp không? Từ từ tôi đứng xa xa thôi cho anh em nhìn nhá. Đấy, thế này trông có đỡ trống trải hơn đấy các em nhỉ. Ngon rồi đấy. Yeah. Đây, tôi đứng ở đây cho anh em nhìn này. Đây các em này, có được không? Tôi quên chơi phá cột đất kìa. Để từ tôi ra phá cái. Có được không anh em? Ôi, quá được luôn, lại không được đi đúng không? Quá được luôn, thật về các em. Đây tôi còn có một cái lá nữa. Đặt vào đây. Đấy, ngon đấy anh em. Ngon đấy. Rồi, xong rồi. Ok, tạm biệt anh em nhé. Tôi yêu anh em rất là nhiều.